Chắc hẳn các chị em đã từng nghe đến bột trà xanh với công dụng trị mụn. Vậy vì sao bột trà xanh lại được coi là thần dược trong việc làm đẹp của chị em phụ nữ? Bởi vì trong bột trà xanh có chứa chất chống oxy hóa cao gấp 20 lần vitamin E. Đồng thời, hàng loạt các khoáng chất khác trong nguyên liệu này có thể đẩy lùi mụn và các nếp nhăn hiệu quả. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại mặt nạ trị mụn nhưng không làm tổn thương da thì hãy dùng thử một trong 3 kiểu mặt nạ trà xanh dưới đây. 1. Bột trà xanh và mật ong. Cả bột trà xanh và mật ong đều được ví như những chất kháng sinh tự nhiên, giúp kháng viêm, liền sẹo, ngăn ngừa sẹo mụn lây lan. Việc kết hợp hai loại mặt nạ này sẽ cho bạn một hỗn hợp thần thánh trong việc ngăn ngừa lão hóa da và trị mụn. Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị bao gồm 2 thìa bột trà xanh, 3 thìa mật ong, nước hoặc sữa tươi không đường. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu trên, bạn hãy trộn đều 3 nguyên liệu phía trên thành hỗn hợp đồng nhất. Nếu đặc quá, bạn có thể cho thêm nước, rửa sạch mặt với nước ấm, thấm khô rồi nhẹ nhàng thoa đều hỗn hợp mặt nạ lên mặt, lưu lại trên da từ 15 đến 20 phút rồi rửa lại với nước. Bạn hãy áp dụng công thức này 2 lần một tuần để thu được kết quả tối đa. 2. Bột trà xanh và sữa chua không đường. Đây là loại mặt nạ dành riêng cho chị em có làn da nhạy cảm. Sữa chua không đường sẽ giúp da bạn hồng hào hơn, đồng thời sẽ khít lỗ chân lông. Các bạn cần chuẩn bị 2 thìa bột trà xanh, từ 2 đến 3 thìa sữa chua không đường. Sau đó, trộn đều bột trà xanh và sữa chua không đường đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất có màu xanh nhạt. Thoa mặt nạ lên da mặt đã được làm sạch, massage nhẹ nhàng từ 1 đến 2 phút để hỗn hợp thấm sâu, tác dụng lên da tốt hơn. Sau khoảng thời gian trên, rửa lại mặt với nước ấm rồi tiếp tục các bước dưỡng da như thông thường. Mỗi tuần các bạn nên làm từ 2 đến 3 lần. 3. Bột trà xanh và nước cốt chanh. Đây là loại mặt nạ trị mụn rất tốt cho những bạn gái có làn da dầu. Các bạn chỉ cần chuẩn bị 2 thìa bột trà xanh, 1 thìa cà phê nước cốt chanh. Sau đó, trộn đều bột trà xanh và nước cốt chanh đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Nếu quá khô, hãy cho thêm nước lọc. Không nên cho quá nhiều nước cốt chanh sẽ khiến da dễ bị kích ứng. Các bạn lưu ý là không nên trộn quá đặc hay quá lỏng để việc đắp mặt dễ dàng hơn. Trước khi đắp, bạn rửa sạch mặt với nước ấm để lỗ chân lông được thông thoáng. Sau đó, nhẹ nhàng thoa mặt nạ lên da rồi massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu. Lưu lại trên da khoảng 15 phút rồi rửa lại với nước ấm. Mỗi tuần, bạn thực hiện từ 1 đến 2 lần. Sau 2 tuần, bạn sẽ thấy da sáng hơn, bớt tiết dầu và mụn dần biến mất. Các bạn cũng nên lưu ý, công thức này không phù hợp với các bạn gái có làn da quá nhạy cảm hoặc dị ứng với các nguyên liệu trên. Chúc các bạn thành công!